Hương Thảo và Chuyện Cuối Tuần mến chào các bạn. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ quen thuộc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần để cùng nhỏ to tâm tình những điều bình dị của cuộc sống. Các bạn thân mến, gần đến ngày kỷ niệm Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12, thế nên hộp thư điện tử của Chuyện Cuối Tuần cũng nhận được khá nhiều tâm sự của thính giả gần xa chia sẻ về những câu chuyện xung quanh người lính. Trong đó có một bức thư từ địa chỉ email banmaisanh@gmail.com khiến cho Hương Thảo và những người thực hiện chương trình đặc biệt chú ý. Bạn gái trong thư kể rằng bạn ấy đang yêu một người đàn ông hơn bạn 7 tuổi, là sĩ quan quân đội, hiện đang đóng quân ở một địa phương trong miền Nam. Hai người quen từ một chuyến du lịch Đà Lạt. Duyên số thế nào mà trong cả đoàn du lịch ấy chỉ có mỗi hai người là độc thân. Và thế là suốt cả chuyến đi, từ anh hướng dẫn viên đến các vị khách cùng đoàn đều nửa đùa nửa thật vun vào cho hai người thành đôi. Ban đầu ai cũng nghĩ, thì du lịch xa nhà, có người bầu bạn cho vui mà thôi. Ai ngờ càng nói chuyện càng thấy hợp. Hợp từ thói quen ăn uống đến sở thích, đam mê. Sau chuyến đi Đà Lạt ấy, hai người trao đổi số điện thoại, địa chỉ nhà riêng và đơn vị. Thế rồi cứ điện thoại, chat chít qua lại mãi thành thói quen. Hôm nào không liên lạc là thấy nhớ cồn cao. Bạn gái tự nhận bản thân cũng là người xinh xắn, hoạt bát, được nhiều vệ tinh vây quanh. Thế mà chẳng đổ anh nào, bỗng dưng lại dành tình cảm cho một người đàn ông ở cách xa gần ngàn cây số. Thế đã đành, anh ấy lại còn là bộ đội, đóng quân cấm trại thời gian rảnh rỗi cũng vô cùng ít ỏi, hiếm khi được về phép để dành cho chuyện riêng tư. Trong thư, bạn gái kể rằng, sau một năm quen biết, trò chuyện, anh ấy đã tỏ tình với bạn và ngỏ ý muốn Tết này ngược ra Bắc về thưa chuyện với bố mẹ bạn gái để xin phép được chính thức tìm hiểu, yêu đương, tiến tới xa hơn. Thế nhưng điều bạn gái băn khoăn bây giờ là dù có tình cảm với anh ấy thật, thế nhưng hoàn cảnh xa xôi, điều kiện công việc của anh ấy như thế thì chuyện lâu dài của hai người liệu có thành được hay không? Bố mẹ bạn gái thì có ý ngăn cản, khuyên bạn ấy rằng yêu là một chuyện, còn kết hôn lại là một chuyện khác. Lấy bộ đội khổ lắm, quanh năm suốt tháng xa nhà, việc nhà một tay vợ phải gồng gánh. Bạn gái bây giờ đang rối rắm vô cùng, một mặt thương yêu anh thật lòng, chẳng nỡ nào nói lời chia tay. Một mặt lại dao động bởi lời khuyên của bố mẹ, không biết theo chồng vào Nam, xa gia đình, một mình gánh vác có đủ sức hay không. Bạn gái thân mến, chuyện tình yêu luôn là bài toán khó giải nhất mọi thời đại. Phải nói thật rằng ngay cả những chuyên gia tâm lý tình cảm giỏi nhất thì cũng khó mà đưa ra một đáp án chính xác và lý giải theo mệnh đề đúng, sai rành mạch được. Thế nên là hãy xem như Chuyện Cuối Tuần như là một người bạn và lắng nghe người bạn này tản mạn một chút nhé. Mong phần nào sẽ khơi gợi rõ ràng hơn tâm ý để giúp cho bạn đưa ra quyết định cuối cùng. Trước hết, bạn gái gì ơi, trong chuyện tình cảm ấy mà, tiền đề quan trọng nhất, có ý nghĩa nhất, quyết định đến cách nhìn nhận và giải quyết các vấn đề xung quanh, đó chính là bạn có thực sự yêu anh ấy hay không. Tình yêu nó cũng kỳ lạ lắm, khó định nghĩa lắm, thế nhưng mà cũng dễ cảm nhận lắm. Yêu một người là khi bạn không ngần ngại dành những gì tốt đẹp nhất cho người ấy, hy sinh vì người ấy, làm mọi việc đều hướng tới tương lai chung của hai người. Bạn đau khi người ấy buồn, bạn hạnh phúc khi người ấy vui. Và dẫu bạn có chịu một chút thiệt thòi thì cũng cảm thấy đáng lắm, bởi vì chỉ cần được nhìn thấy người ấy thành công cũng đã đủ rồi. Mà khi tình yêu đủ lớn cũng chẳng có rào cản, khoảng cách nào ngăn được bạn đến với người bạn yêu. Vấn đề còn lại là bạn yêu người ta bằng cả trái tim, thế nhưng mà cũng cần yêu bằng lý trí nữa. Dâng tặng người ấy cả trái tim và thanh xuân của mình, thế nhưng cũng phải xem họ có xứng đáng nhận lại hay không. Hãy quan sát cách đối xử của anh ấy với bạn, với gia đình bạn, để xem tình yêu chân thành có đến từ hai phía hay không. Còn nếu có thì chúc mừng bạn, chân ái cuộc đời này chỉ cần một người như thế là đủ rồi. Về những điều mà bạn băn khoăn, như về khoảng cách xa xôi, như về công việc của anh ấy, thì Chuyện Cuối Tuần nghĩ rằng cần giải quyết từng vấn đề một. Về khoảng cách, bạn cần cân nhắc, vạch cho mình một kế hoạch, như là vào Nam theo anh ấy thì bạn sẽ chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị nào. Công việc mới có mang lại thu nhập ổn định, đủ nuôi sống bản thân và góp vào tương lai chung của hai người hay không. Kết hôn rồi thì chuyện nhà cửa sẽ như thế nào, anh ấy đã lo liệu được hay chưa? Nếu có rồi thì tốt, còn nếu chưa thì bạn cũng nên xem anh ấy tính toán như thế nào. Một người đàn ông tốt và yêu bạn thì sẽ không để bạn phải chịu khổ. Bên cạnh đó, nếu đã chọn yêu một người lính, bạn cũng cần xác định tâm lý thật tốt, thực sự cảm thông với đặc thù công việc của anh ấy. Bạn thân mến, trên thế giới này có hàng trăm hàng ngàn công việc khác nhau, chẳng phân định vào việc nào sang, việc nào kém, bởi công việc nào cũng đóng góp cho xã hội.
Vào quân ngũ, bên cạnh xem đó là một nghề nghiệp để kiếm sống, thì những người lính còn mang trên mình trọng trách vô cùng cao cả, đó là bảo vệ Tổ quốc. Tự hào biết bao khi người thân yêu của mình là người lính, khi người người nhà nhà đang say giấc, người lính vai áo bạc màu thức xuyên đêm để giữ yên vùng đất, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc ta. Khi thiên tai, địch họa, cũng chính những người lính vĩ đại ấy chẳng quản ngại tính mạng, lao vào hiểm nguy. Để có được cuộc sống thanh bình như hôm nay, sao có thể quên được những hy sinh thầm lặng của người lính? Bạn thân mến, phải yêu nhiều hơn, thương nhiều hơn nữa người đàn ông, người lính của bạn, bởi tình yêu của anh ấy cao đẹp hơn tình yêu nam nữ khác. Anh ấy yêu đất nước này, hy sinh nhiều điều cho đất nước này để thắp sáng cuộc sống thanh bình cho bạn và bao người khác. Trong ekip sản xuất của Chuyện Cuối Tuần, có một người có bố là người lính. Cô ấy kể rằng, suốt tuổi thơ của mình, cô ấy thường quên mất sự hiện diện của bố. Bố cô ấy là lính hải quân, suốt 32 năm ở trong quân ngũ là chừng ấy thời gian ông sống xa gia đình. Tuổi thơ của chị em cô ấy là những ngày dài sống trong cảnh thiếu vắng người đàn ông trong gia đình. Những khi ốm đau chỉ có mẹ bên cạnh, những buổi tựu trường thui thủ một mình. Ngày đó, nỗi buồn lớn nhất của chị em cô ấy là lúc thấy bạn bè xung quanh ai cũng có bố đón đưa. Không có bố ở bên, em trai cô thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. Những lúc như vậy, cô chỉ ước giá như bố mình không phải là bộ đội, giá như bố đừng đi xa như vậy. Nỗi mong ngóng và hy vọng cứ kéo dài mãi, khiến cho cô ấy nhiều lúc giận bố thật nhiều. Thời gian cứ trôi qua, chị em cô ấy cũng quen dần với ngôi nhà chỉ có 3 người. Tuổi thơ thiếu vắng bóng hình dáng của người bố khiến cho cô ấy sợ cái nghề bộ đội. Cho đến một ngày, trong kỳ nghỉ hè, mẹ đưa hai chị em vào doanh trại thăm bố. Ở doanh trại một tuần, chị em cô ấy mới thấu hiểu được những thiệt thòi của bố và đồng đội, hiểu được nỗi cô đơn khi bố một mình ở nơi xa, với những buổi chiều, buổi tối giá rét phải đi trực gác, với những ngày dài nhớ nhà đến quặn lòng. Có lần cô ấy hỏi bố, "Bố ơi, sao bố không xin xuất ngũ, về nhà tìm việc khác để làm?" Bố có nghề cơ khí rất khéo, lo gì thất nghiệp. Bố xoa đầu cô và nói, "Vào quân đội không chỉ để kiếm tháng vài đồng lương qua ngày như những nghề khác, mà hơn cả, đây là lý tưởng của bố và đồng đội, lý tưởng bảo vệ Tổ quốc. Bố tự hào khi khoác lên mình bộ quân phục này và thấy hạnh phúc vì cả tuổi trẻ được cống hiến cho lý tưởng ấy." Bạn gái thân mến, cuộc sống xô bồ bây giờ, người ta ít nói đến lý tưởng, đến hoài bão. Người ta sống vội vã quá, khiến cho lý tưởng ấy thốt ra như một chuyện bông đùa. Nhưng vẫn có những con người như thế đấy, sống và làm việc với lý tưởng cao đẹp, vì sự việc chung, vì hạnh phúc chung của tất cả mọi người. Phần thiệt thòi nhất, họ tự nhận về mình. Vậy thì nếu thực lòng yêu một người lính, bạn hãy yêu thương nhiều hơn cả phần thiệt thòi ấy của họ. Có biết bao chuyện tình người lính đã đơm hoa kết trái rất đẹp, tại sao bạn lại không dành niềm tin vào chuyện tình của bạn, rồi cũng sẽ happy ending như thế? Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, nếu hai người yêu nhau và có cùng chung chí hướng và nỗ lực xây đắp tương lai. Yêu một người lính, có thể bạn sẽ ít đi những buổi hẹn hò xem phim, những buổi tối đẹp trời dạo phố. Thế nhưng chắc chắn bạn sẽ có nhiều hơn những sự sâu sắc chân thành, những thủy chung thật lòng thật dạ mà anh ấy mang lại cho bạn. Chuyện cuối tuần cũng mong rằng bạn lắng nghe trái tim mình mách bảo và chúc cho bạn sớm đưa ra quyết định đúng đắn.